Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay thì mình có mặt tại cửa hàng Hyundai Giáp Bình Dương, chi nhánh số 2 ở dòng xe Kim Hằng, gần chợ Quang Trinh nha các bạn. Thì hôm nay thì các bạn mình sẽ có các bạn xem cái kho xe cổ của bên mình. Hiện tại thì kho xe cổ bên mình đó có rất là nhiều mẫu nha bạn. Ví dụ như là rim nè, phu trời đầy đầu nè, phu trời neo nè, phu trời neo SI á, phu trời neo GT nè. Airbag Thái nè, Airbag Ý nè. Thì trong video này thì mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn 2-3 mẫu thôi. Rồi, trước mặt các bạn đây là chiếc xe Gym nha. Thì gọi là Gym lùng các bạn. Gym 110 nè. Các bạn thấy đẹp chưa? Thì xe Gym này thì bên mình đang có mức giá trung bình tầm khoảng là 45 triệu các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Xe Gym nè. Rồi, trước mặt các bạn đây là chiếc khu chờ 110 đầy đầu, màu xám lông chuột, màu xám lông chuột. Rồi, phía xa xa kia là cái chiếc màu xanh, màu xanh nha các bạn. Đó, các bạn thấy chưa, cái đầu nó nhìn giống đầu của hổ mang vậy đó. Đó, thì cái dòng xe này hiện tại mình đang có bán là giá trung bình tầm khoảng là 90-96 triệu các bạn. Tùy theo chiếc nha, tùy theo cái độ mới của nó, cái số km mà cái xe đi được. Các bạn thấy chưa, đèn xe rất là mới luôn nha. Các bạn mà đi mua xe mới á, mà các bạn xem những cái chi tiết đèn xe này như thế này nè, nó rất sáng trong suốt chưa. Đèn halogen này thấy chưa, xi nhan trái nhanh phải nè, rất là trong suốt luôn, rất là đẹp luôn. Thì giống xe như thế này thì chủ ta xài rất là kỹ các bạn, mới nè. Nước sơn còn rất là zin nè, nước sơn zin luôn các bạn. Máy móc thì bên mình vẫn chưa có làm lại luôn nha. Chủ của người ta bán như thế nào thì bên mình sẽ để lại như trang như vậy luôn. Bên mình không có làm máy như chơi các bạn. Đó, tiếp mặt đây các bạn của các bạn, tiếp mặt của các bạn đây là xe màu xanh nè, chiếc phu trời đầy đầu màu xanh nè, các bạn thấy chưa. Phía đây là cái phanh đĩa nè các bạn. Các bạn thấy nè, ốc ác nè, zin đến từng con ốc luôn các bạn thấy chưa. Đó, sơn vẫn còn luôn nè. Đó, các bạn thấy chưa, rất là đẹp luôn. Như con này nè, zin đến từng con ốc luôn. Đó, rất là mới. Rồi, thấy chưa, zin đến từng con ốc luôn. Rồi, qua đây thì cái mẫu phu trời FI các bạn, phu trời này đời 2008 nha, được sản xuất năm 2008. Thì bên mình có màu đen nè, màu đen và màu đỏ, vành nông hao và vành đúc luôn nha. Thì tí xíu mình sẽ cho các bạn xem là màu đỏ nha. Rồi, trước mặt của các bạn đây là màu đen nè. Đó, bạn thấy chưa nè, đi dàn trước nè, rất là sáng bóng luôn nè. Đó, các bạn mua xe cũ luôn, các bạn nên để ý những cái chi tiết này nha, nhìn rất là đẹp. Đó, bạn thấy chưa, rất là đẹp luôn. Rồi, thì cái xe này á, giá trung bình tầm khoảng là 59-75 triệu nha các bạn. Trung bình là 59-75 triệu nha các bạn. Đó, thì có một số bạn nói bảo là mấy dòng xe này là giá 75 triệu, để nhà xài đi. Đó, tùy theo cái sở thích của mọi người thôi. Đó, nhận người khách hàng, người ta có tiền người ta mua về người ta làm của, người ta để chùm mền thôi. Đó, ta lấy chùm mền thôi, quan trọng là người ta thích. Ta thích là ta mua, người ta có tiền. Thứ hai là người ta không thích những mẫu xe đời mới như bây giờ, công nghệ tiên tiến. Người ta chỉ thích những xe cổ thôi. Người ta mua về làm cổ trưng bày trong nhà của mình. Đối với người ta có tiền. Còn những bạn nào không có tiền thì mình mua những xe mới bây giờ mình chạy. Đó, không, mỗi người một sở thích thôi. Dàn sao này rất là đẹp luôn nè các bạn. Mình quay sơ cho các bạn xem nè, thấy chưa. Đó, rất là đẹp luôn. Chữ Honda hình cánh chim nè. Đó, rất là đẹp. Rồi, cấp xe đây nè, thấy chưa. Cấp xe bình xăng. Rất là đẹp luôn. Yên xe còn zin luôn các bạn. Ấm nó còn sét luôn nè, thấy chưa.
tất cả mọi thứ bên mình còn zin hết luôn, chưa làm máy làm móc lại luôn. Đó, cái mặt trước các bạn thấy chưa, mặt lồng hồ nè. Hiện tại mấy xe này mà để trong kho nên như thế mình không có mở bình, không có mở đồng hồ, các bạn xem được km nha. Tại vì để trong kho mà mở và gắn bình vào á dễ bị cháy nổ lắm. Đó, mình giao chồng cho các bạn xem nha. Đó, thấy đẹp chưa? Đó, rồi mình sẽ qua đằng kia mình quay chiếc máy, chiếc màu đỏ cho các bạn xem nha. Rồi, chiếc mặt của bạn đây là một chiếc xe cu chờ màu đỏ nha các bạn. Đó, nhìn rất là mới ha. Zin đến từng con ốc luôn. Đó, thấy chưa? À, còn nét sơn còn đầy đủ nè. À, ví dụ thanh đẻ nè. À, theo hao sầu nét zin nè các bạn. Đó, các bạn thấy mới chưa? Mới keng luôn. Đó. À, mình dạo vòng cho các bạn xem nha. Bạn nào mà thích em nó thì cứ liên hệ theo số điện thoại của anh Trung hoặc số điện thoại của anh Cần nha. Mình có để phía dưới comment đó. Đó. Thì các bạn liên hệ thì bên mình hai anh nó sẽ tư vấn giá chính xác cho các bạn. Ngoài ra thì mình có hỗ trợ là bao quốc hồ sơ luôn nha các bạn. Đó. Rất là đẹp chưa? Ừ, màu đỏ thì nó cũng có vành vành nốt và vành nâu hoa luôn các bạn. Rồi. Đẹp chưa? Rồi. Phía xa kia là mấy con chiếc SHI nha. Thì chiếc này thì mình chưa có công bố giá được các bạn, để mình quay sau các bạn xem nha. Đó. Rồi. À. Rồi nếu mà các bạn mà muốn xem những dòng mẫu xe cổ nào á của bên mình á thì các bạn cứ comment phía bên dưới nha, bên mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. À, trong video này thì mình sẽ giới thiệu sơ với các bạn xem về những cái mẫu xe cổ bên mình thôi. Nha. À, bên mình nhắc lại những mẫu xe cổ của bên mình nha. Bên mình sẽ có mẫu xe cổ Grim nè. Phu chờ nè, phu chờ đầy đầu nè, phu chờ FI, phu chờ neo FI nè. Tháp lát Thái nè. Tháp lát Ý nè. Và còn nhiều những mẫu khác nữa nha các bạn. Rồi. Nếu mà các bạn có quan tâm dòng xe nào thì các bạn cứ comment phía bên dưới. Hoặc là các bạn nào mà có yêu thích em nó thì lên đến cửa hàng Honda với Bình Dương chi nhánh số 2, mình xem tận mắt, mình coi tận mắt đó, mình mới thấy được cái đồ đẹp của em nó. Mình coi qua video thì nó cũng không có đánh giá được gì nhiều đâu. Mình lại xem tận mắt, mình soi từng chi tiết từng con ốc. Bạn thích thì bạn lấy về, còn không thích thì thôi. Mình để các bạn xem thoải mái luôn. Rồi, các bạn nếu thấy video này bổ ích các bạn á thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh của mình nha. Để mình có động lực làm những cái video tiếp theo cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn.